thân mến, một không gian sống chất lượng sẽ đem lại cảm giác hưởng thụ và thư giãn, chính là điểm mơ ước của rất nhiều gia đình. Vì thế, mẫu biệt thự cổ điển 2 tầng sẽ đáp ứng được nhu cầu đó. Và hôm nay, ta đã xin giới thiệu với các bạn mẫu biệt thự tân cổ điển đã được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Quý tại Tuyên Quang. Các biệt thự hiện lên với tông màu chủ đạo là màu trắng, bao bọc bởi phía trên là hệ mái Nhật, giúp cho công trình sang trọng và bền vững theo thời gian. Bằng ngũ cấp sử dụng đá kim sa đen cổ trắng, giúp ngôi nhà luôn được cao ráo và thông thoáng. Hai trụ cột được thiết kế vuông vắn khỏe khoắn nhằm nâng đỡ cho hệ mái. Căn nhà là kết hợp nhuần nhuyễn giữa hệ thống mái vòm cũng như là đèn chung, giúp cho ngôi nhà luôn được sang trọng cũng như là tạo nên không gian sống đẳng cấp. Cửa chính sử dụng gỗ lim nam phê khung pano kính, toàn bộ hệ thống cửa sổ sử dụng nhôm sinh pha kết hợp kính cường lực, giúp tạo độ bền đẹp theo thời gian cũng như cách âm và cách nhiệt rất tốt và hấp thu tối đa ánh sáng của tự nhiên. Ban công sử dụng lan can nhôm đúc, tạo tầm view cũng như đảm bảo an toàn cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và công năng được chúng tôi bố trí như sau. Với diện tích là 7,7 x 13,4 m2, căn nhà của anh Úy được chúng tôi bố trí mặt bằng kiến trúc như sau. Tầng 1 là gồm một phòng khách, một phòng bếp cộng ăn, hai phòng ngủ cũng như là hai khu vực vệ sinh. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 được chúng tôi bố trí một không gian phòng thờ, một sân thượng, hai phòng ngủ, khu vực giặt phơi cũng như là khu vực vệ sinh. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu biệt thự tân cổ điển 2 tầng vừa được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Úy tại Tuyên Quang. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho ngôi nhà trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy lên và gọi hotline cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng nhà đẹp Tân Á. Xin chào và hẹn gặp lại.